Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng hàm TRAY của AddIn-Detonate. Thì ở đây tôi có chuẩn bị sẵn một cái file như thế này. Đây là các bản cơ sở dữ liệu. Thì ở đây tôi dùng hàm TRAY này là không phải là để truy cập dữ liệu đâu, mà để truy cập mảng thôi. Thì hàm TRAY này nó có chút như sau. Các bạn bằng TRAY này. Đây, bằng TRAY này thì trả về một mảng. Khi các bạn quét một mảng thì nó sẽ trả về một mảng, hoặc là một cái hàm nào đó trả về một mảng, các bạn lồng hàm TRAY vào thì nó sẽ xuất một mảng cho các bạn. Thì cái phần input là cái phần mảng đầu vào của các bạn, và phần option là cái chuỗi tùy chọn. Ở đây tôi đặt chuỗi tùy chọn ở đây, và đây là hàm tôi bằng hàm TRAY này, và tôi sẽ quét một cái vùng. Tôi lấy ví dụ tôi quét vùng của đây, vùng của customer từ A đến A1 đến D15 chấm phẩy, và tôi chọn cái phần tùy chọn ở đây. Các bạn có thể bỏ phần này, lấy chữ B1 cũng được. Rồi các bạn enter thì nó sẽ xuất ra cho các bạn một mảng như thế này. Đấy, một mảng như thế này. Các bạn thấy khi tôi kéo như vậy thì nó lại mất thời gian, đúng không? Khi các bạn muốn fit thì cái hàm này nó sẽ có một cái tùy chọn như sau. Tùy chọn ở đây các bạn dùng chữ fit này. Fit nha. Fit và kiểu nó kiểu boolean. Thì các bạn gõ ở đây fit 2.2. Đấy, thì nó sẽ fit cột cho các bạn. Đấy, còn không thì các bạn dùng for thì nó sẽ không fit đâu. Lấy ví dụ nè, ở đây tôi sửa lại D10 nha. Các bạn enter. Khi các bạn enter nó sẽ bị lỗi ngay vì đây là một hàm mảng. Thì các bạn sẽ dùng Control Shift Enter. Đấy. Thì nó sẽ thu dòng nè, các bạn thấy không? Các mảng nó sẽ tự động thu dòng. Thì tôi sẽ bôi cái màu này, màu vàng, để cho các bạn dễ hình dung. Thì ở đây nó có một cái tùy chọn, tôi bỏ thằng fit này nha. Bỏ thằng fit. Ở đây nó có một cái tùy chọn nữa là write. Write này là kiểu ghi. Kiểu ghi nó có tùy chọn 0. Nếu nó bằng 0 các bạn 2 chấm nha. 0 thì nó sẽ trực tiếp nó ghi đề luôn. Nó không làm gì hết, nó chỉ ghi đề dữ liệu xuống thôi. Bằng 0, hoặc là các bạn để bình thường không có tùy chọn write bằng 0, write 2.0 thì nó sẽ mặc định, nó sẽ hiểu là write bằng 0 luôn. Đấy. Thì khi các bạn, ví dụ các bạn thay đổi nè. Tôi thay đổi ở đây 15. Các bạn cần cho Shift Enter nè. Đấy. Thì dữ liệu nó sẽ ghi đề qua luôn. Nó không làm gì cả. Đúng không? Rồi. Tôi trở lại nè. D10. Đấy. Thì ở đây các bạn, nếu các bạn mà muốn chèn những cái ô này xuống bên dưới, chèn những cái ô xuống bên dưới, thì các bạn tùy chọn write bằng 1, write 2.1. Và tôi lấy ví dụ, tôi cho D15. Đấy, thì các bạn thấy không, nó sẽ chèn những cái ô này xuống thôi. Và một cái tùy chọn nữa, write bằng 2, write 2 nha. Tôi trở về lại nè, 10 như lúc nãy nè. Đấy, mình cho Shift Enter nha các bạn. Rồi, các bạn chọn đây là 2. Và khi các bạn để ý nữa nhé, khi tôi thay ở đây là 15. Đấy, là nó sẽ chèn dòng luôn. Right 2 là chèn dòng, còn 1 là chèn những cái cell bên dưới thôi. Và khi mà nó bằng 0 thì mặc định nó là 0 rồi, cho nên các bạn không cần phải gõ 0 đâu. Thì nó sẽ ghi đề dữ liệu xuống luôn. Đó là tùy chọn của right. Và ở đây tôi lấy ví dụ cho các bạn thêm nữa, một cái tùy chọn nữa là name. Name có nghĩa là đặt tên động cho chúng ta. Các bạn vào formula nè, vào name manager, thì các bạn thấy ở trong đây chỉ có customer nè, employer, order và product thôi. Ở đây tôi đặt thêm một name nữa, tôi đặt name các bạn phẩy nhé. Những tùy chọn sẽ gắn nhau bằng dấu phẩy, name và 2 chấm. Khi mà
Ở trong đây là chuỗi thì các bạn dùng dấu nháy này và đặt tên. Tôi đây là vùng name mới. Name mới. Rồi các bạn đóng dấu ngoặc kép lại. Đối với chuỗi thì các bạn dùng ngoặc kép nhé. Còn số thì các bạn không đóng ngoặc kép. Hoặc là true hoặc false thì các bạn không đóng ngoặc kép nhé. Rồi các bạn enter. Thì các bạn vào phần name manager. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ đặt cho các bạn là một vùng là vùng name mới. Và các bạn kích đúp vào đây. Kích vào đây. Thì thấy không? Đấy là nó sẽ tự động đặt name cho chúng ta. Khi cái vùng này nó sẽ co giãn thì cái name này nó sẽ thay đổi theo. Tôi bấm thoát ra. Tôi lấy ví dụ tôi đặt ở đây là 100 nha. Đấy, 100. 100 thì do customer này nó cái dòng nó không đủ 100. Ở đây tôi lấy tới 29 thôi. Tôi lấy 20 thôi. 20. Rồi các bạn vào phần name manager lại. Kích vào phần name mới này. Kích vào đây. Thì thấy nó tự động chọn cái vùng name này. Nó tự động co giãn và thay đổi cho chúng ta luôn. Đúng không? Rồi. Các bạn thoát. Và các bạn khi các bạn đặt name mới này. Các bạn thay đổi là name mới mới. Các bạn enter. Các bạn vào phần name manager lại. Thì thấy name mới này nó sẽ tự động thay thành name mới mới luôn. Đấy là tùy chọn đặt tên của cái hàm array này. Tiếp theo ta sẽ thêm một tùy chọn nữa. Đây. Cái phần column style này thì có nghĩa là tùy chọn mà định dạng theo cột. Thì cái phần này tôi sẽ hướng dẫn sau. Ở đây các bạn sẽ xem cho chúng tôi là sub A và sub B. Sub B có nghĩa là sub before, là nó sẽ gọi cái macro trước khi mà nó thay đổi kích thước mảng. Và sub A là after, nó sẽ gọi khi mà chúng ta thay đổi kích thước mảng xong rồi. Thì ở đây cái gọi này là gọi macro trong VBA, cho nên cái file của các bạn cần phải lưu với định dạng có thể chạy macro được. Ở đây tôi lưu, tôi set desktop và tôi tùy chọn lưu nó với định dạng XLSM. Các bạn lưu. Và ở đây các bạn tạo cho tôi một macro. Macro. Ở đây tôi lấy ví dụ tôi sẽ insert một module và tôi tạo một macro on before on B đó, là gọi trước khi mà nó sẽ resize mảng. Thì ở đây tôi đặt là đầu vào là target strength. Ở đây tôi lấy ví dụ tôi sẽ debug. Chạy sub trước. Và tôi sẽ lấy thằng target này. Target.address để các bạn hình dung là cái địa chỉ của nó. Và một cái sub nữa tôi đặt một sub sau. Là sub B là sub after. Và đây là chạy sub sau. Rồi khi các bạn hình dung tôi sẽ bắt con trỏ ở đây. Bắt con trỏ ở đây. Rồi tôi lấy ví dụ nhé. Tôi sẽ đưa vào đây D2. Các bạn cần Ctrl Enter. À tôi lấy ví dụ nhưng mà tôi chưa đưa vào đây. Các bạn phải ở đây đưa tùy chọn cho nó. Sub B. Sub B là sub before đấy. Và con B. Các bạn mở vô nháy trước nhé. Con B. Và sub A là gọi sao đấy. Và con A. Rồi các bạn enter. Thì nó khi nó chạy nó sẽ gọi vào đây. Gọi sub B trước. Đúng không? Các bạn bấm F8 duyệt nè. Đấy. Thì cái cửa sổ này nó in ra cho chúng ta cái vùng ban đầu của nó là B2 và E3. Các bạn vào cửa sổ nào thấy không? Của nó là E2, B2 và E3. Đúng không?
B2 và E3. Và khi các bạn bấm F8 cho nó duyệt tiếp thì nó sẽ gọi tới sub A, sub sao. Các bạn F8. Đấy, và nó chạy sub sao thì nó sẽ chạy ở đây là B2 và E3, đúng không? Rồi, thì các bạn thấy là do cái này tôi chưa thay đổi kích thước. Và tôi lấy ví dụ tôi sẽ thay đổi kích thước vào 20D20. Chúng ta Enter. Và chúng ta duyệt lại F8 tiếp. Đấy, thì cái sub trước của nó, sub trước của nó vẫn là E2 và B2 và E3. Tôi xóa ở đây cho các bạn dễ thấy nhé. Bấm F8. Đấy, và khi nó resize xong thì nó sẽ chạy sub sao là B2 và E21, B2 đến E21, đúng không? Rồi, vậy là chúng ta có thể chạy macro trong cái hàm T-Array này. Đó là một tùy chọn trong cái hàm T-Array. Thì tiếp theo ta sẽ thêm một cái tùy chọn nữa là Body Style. Body Style là cái vùng style của thằng này, là vùng style của thằng vùng bên dưới này. Và HR Style là sẽ nằm ở trên đây. Tôi lấy ví dụ, chúng ta vào Home nè, vào Cell Style thì các bạn sẽ thấy nè, Cell Best nè, Cell Good nè, đúng không? Rồi tôi sẽ lấy ví dụ HR Style. HR Style nè. Đấy. Copy vào đây, các bạn phải nhé. 2 chấm. Ở đây tôi đặt là Good. Các bạn Enter. Đấy, thì cái tiêu đề trên ban đầu nó sẽ là lấy style good này, đúng không? Và cái body style, các bạn vào body style này, tôi lấy ví dụ ở đây body style phải 2 chấm, nhớ một kép, và ở đây tôi đặt là best. Enter. Đấy, thì các bạn vào cell style nè, thấy cell style của nó là best ở đây. Thì nó tự động chạy cho chúng ta cái phần body ở dưới này là cell style là best, và ở trên HR style này là kiểu good. Đấy, và khi các bạn thay đổi kích thước mảng thử xem nè. Tôi lấy ví dụ kích thước 2 nè. Ctrl Shift Enter, đấy, đúng không? Đây 15. Đấy. Rồi, vậy là chúng ta đã xong cái phần những cái tùy chọn của cái hàm T-Array này. Còn một số tùy chọn khác thì tôi sẽ nói sau.